Nghệ sĩ ưu tú thời Mỹ kể về nỗi đau khi một bên chân teo nhỏ năm 32 tuổi. Niềm đam mê nghề là động lực giúp tôi vượt qua tất cả bất hạnh trong đời. Nghệ sĩ ưu tú thời Mỹ mở đầu câu chuyện về cú sốc khủng khiếp ở tuổi ngoài 30 của mình. Cuộc đời tôi đoạn trường lắm, nhưng khổ tận cùng tôi vẫn chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ nghề hát. Một ngày đang hát tôi thấy cổ họng mình đau rát, ca một câu giọng cổ mà hư tới 4-5 chữ. Tôi đi bác sĩ khám, họ nói dây thanh quản của tôi có những cục hạt rất to. Cho dù mổ, nó vẫn có nguy cơ mọc lại và khả năng không hát được rất cao. Đối với một nghệ sĩ cải lương đang được khán giả mến mộ như tôi, đó là chuyện đau đớn nhất. Cảm tưởng như cánh cửa sân khấu khép lại ngay trước mắt. Tôi khóc nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi kiên trì tập vật lý trị liệu để những cục hạt đó nhỏ lại và dần dần tôi hát được trở lại. Vừa mừng vì lại được đứng trên sân khấu thì tôi lại bị tai nạn trong một lần tập tuồng. Cảnh đó tôi phải đánh kiếm và nhảy từ trên cao xuống, tôi bị té vỡ khớp gối. Nhưng vì lúc ấy quá nghèo, tôi không có điều kiện điều trị tới nơi tới chốn, nên vài năm sau tôi bị chứng teo một bên chân như người ta bị sốt bại liệt. Bó thuốc một thời gian tôi vẫn đau nhưng thấy đi được nên chủ quan không tới viện để kiểm tra lại. Cứ nghĩ là do mình bị chấn thương nên mới vậy, cơn đau vẫn cứ đến, nhưng tôi đều cho qua để tiếp tục đi hát. Cho đến một ngày tôi phát hiện ra bắp đùi và bắp chân teo nhỏ lại so với chân bên kia. Đang đứng tôi bị sụm xuống, nhưng biết thì đã quá muộn. Tôi hớt hải chạy tới bác sĩ, họ chụp x-quang, chụp MRI, mới phát hiện ra khớp gối ở chân bị té vài năm trước đã vỡ như một cái gương, thậm chí bác sĩ không tìm được dây chằng để nối lại. Tôi ngửa mặt lên trời gào khóc. Tôi nghĩ sao mình lại bất hạnh đến vậy. Nhưng rồi trời thương cho tôi gặp được thuốc hay, thầy giỏi. Bác sĩ mổ chân cho tôi, lấy bánh chè tách ra để tái tạo dây chằng và bắt ốc giữ các mảnh vỡ của khớp. Sau ca phẫu thuật, tôi đối mặt với một thời gian dài tập luyện vật lý trị liệu. Tập cho cơ nở ra để chân có sức chịu đựng. Tập để chân đi không có bị tật. Thời gian đầu thậm chí tôi không nâng được bằng chân lên. Bác sĩ cho tôi tập tạ chân bằng cách để một nắm gạo lên mu bàn chân, dần dần rồi một nửa lon gạo, rồi một lon, rồi nửa ký, rồi một ký. Vừa tập tôi vừa phải chạy điện trong 6 tháng liên tục, sau đó tập đứng trên chiếc bàn không thăng bằng để chân chịu lực cơ thể khi mình gồng lên. Kịch cơ chân hoạt động lại. Ròng rã ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, suốt mấy năm trời. Cứ mỗi lần nhớ sân khấu tôi chảy nước mắt, nhưng mỗi lần như thế tôi lại có động lực để cố gắng. Tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác ngoài cố gắng tập luyện. Nếu tôi buông xuôi chữa trị dang dở như lần trước thì rất có thể tôi sẽ bị không bao giờ được bước chân lên sân khấu nữa. Thậm chí suốt quãng đời còn lại tôi phải sống với cái chân bị teo, đi đứng bằng nạng. Nghĩ đến thế, tôi nuốt nước mắt vào lòng, gồng lên để tập luyện. Và cuối cùng tôi đi lại được. Tôi chạy lên sân khấu mà lòng vui như một đứa trẻ có được lâu đài hằng mơ ước. Vui là thế mà nước mắt cứ chảy tràn xuống má, không sao ngăn lại được. Trước Tết năm ngoái, tôi đi khám lại chân. Bác sĩ đề nghị tôi mổ thay khớp. Hai khớp gối của tôi vá toàn bộ giống như miếng gương bị vỡ, được vá lại bằng băng dính. Càng ngày khớp càng giòn và có nguy cơ vỡ vụn bất cứ lúc nào vì khô dịch. Nhưng tôi nói, tôi còn đi được, thậm chí vẫn mang được guốc nên không mổ. Bác sĩ chụp MRI cho tôi xong rồi nói, khám cho chị xong. Coi hình, tôi không biết sao chị có thể đi lại được. Cuộc đời tôi gần như mang chữ bệnh vào người. Tôi mổ không biết bao nhiêu lần. Mổ xoang, mổ ruột, mổ chân. Sức khỏe của tôi không được như người khác, lại càng không được như ý tôi. Nói đúng hơn, tôi là một người không có sức khỏe. Biết mình như thế nên mỗi đêm diễn, dù diễn không được tôi cũng ráng và chấp nhận mọi rủi ro. Bước lên sân khấu hát, tôi luôn nghĩ như mình đang hát đêm cuối cùng. Và nếu có kiếp sau, tôi nguyện xin ông tổ cho tôi xin được đi hát tiếp. Nghệ sĩ ưu tú thoại Mỹ tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Mỹ. Cô bắt đầu đi hát cải lương vào năm 11 tuổi với sự dìu dắt của chị Thoại Miêu và Úc Trong là người đã dạy. Thoại Mỹ hát cải lương. Duyên nghề, khoảng thập niên 50 của thế kỷ trước, cha mẹ của Thoại Mỹ rời quê hương Quảng Nam, Đà Nẵng vào Sài Gòn lập nghiệp.
Cũng chính nơi đây, họ đã sinh cô con gái Thoại Mỹ. Nhìn gương mặt xinh xắn như thiên thần của con, cha mẹ cô cẩn thận chọn cái tên Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, để hy vọng tương lai của con sẽ được tốt lành, hạnh phúc. Nhà có tới 12 anh chị em nên cuộc sống gia đình Ngọc Mỹ trở nên chật vật hơn bao giờ hết. Cô bé Ngọc Mỹ sớm phải bươn chải với cuộc sống. Trong sự nghiệp, cô đã có rất nhiều giải thưởng danh giá. Năm 1990, Thoại Mỹ đoạt huy chương bạc tại Liên hoan sân khấu toàn quốc, vai Lan trong vở Vũ áo bụi đời. Năm 1992, Thoại Mỹ đạt huy chương vàng giải Trần Hữu Trang trong vai Hồng Phụng, Tuồng Ngọc Kỳ Lân. Đạt huy chương vàng, huy chương bạc, giải Mai Vàng do bạn đọc báo Người Lao Động bình chọn là diễn viên xuất sắc. Diễn thành công nhất là tướng Ngọc Kỳ Lân trong vai nữ soái Hồng Phụng 1. Năm 1992 là diễn viên được yêu thích nhất do báo sân khấu và hội sân khấu tổ chức trưng cầu ý kiến độc giả và khán giả. Năm 1995 là diễn viên xuất sắc giải Trần Hữu Trang, được yêu thích nhất do báo sân khấu và hội sân khấu tổ chức trưng cầu ý kiến. Năm 1995 đoạt giải Mai Vàng vai Võ Tắc Thiên trong vở Thái Bình Công Chúa. Ngày 12 tháng 9 năm 2003, huy chương vì sự nghiệp sân khấu. Năm 2003, giải Mai Vàng do báo Người Lao Động bình chọn, vai Lan, Lời Thú Tội Muộn Màng. Năm 2003, huy chương văn hóa. Cuộc đời cay đắng và chuyện kết hôn nhiều lần vẫn không thể có con của nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Trên sân khấu, Thoại Mỹ hạnh phúc vì được công chúng ái mộ bao nhiêu, thì ở cuộc sống riêng chị lận đận bấy nhiêu. Tôi sinh ra trong một gia đình lao động nghèo và rất đông con. Nhà có tới 12 anh chị em. Tôi là áp út. Ba làm công nhân, mẹ buôn gánh bán bưng, kiếm từng đồng nên nhà tôi khổ vô cùng. 13 tuổi cấp sách vô học trường Trần Hữu Trang là tôi cũng tự lập, không phiền gia đình lo cho mình cái gì. Thời gian đầu tôi ở bán trú, ăn trưa tại trường. Ngày đó còn bao cấp nên hàng tháng mỗi học viên được lãnh 17 kg gạo, nửa ký thịt, nửa ký cá. Nhưng vì tôi ở bán trú nên phải để lại thịt, cá và 10 kg gạo ở trường để ăn trưa. Phần vì thấy thiệt thòi, phần vì nhà quá nghèo nên sau đó tôi không ở bán trú nữa, để được đem trọn tiêu chuẩn đó về cho cả nhà cùng ăn. Không ở bán trú cũng đồng nghĩa với việc tôi phải đi bộ hàng chục cây số mỗi ngày. Nhà tôi ở đường Lý Chính Thắng, tôi học bên đường Nguyễn Gia Thiều, cách mấy cây số. Ngày nào cũng như ngày nào, sáng đi bộ, trưa chạy về nhà ăn cơm rồi lại đi bộ tiếp tới trường học chiều. Tan học, chạy nhanh về nhà ăn cơm rồi tối cấp sách đến lớp học bổ túc văn hóa. Cứ như vậy tôi cứ đi bộ suốt mấy năm trời. Thậm chí đến đôi dép đứt tôi cũng không có tiền để mua. Tôi mang dép xỏ ngón, đứt quai phải, lấy ghim băng hoặc cọng kẽm sâu lại ở dưới để đi tiếp. Khi tôi dậy thì tiền cho chuyện con gái hàng tháng cũng không có, phải dùng giấy hoặc vải. Sau mỗi đêm diễn, tôi phải dùng cục xà bông dầu để rửa mặt và gội đầu bằng bột giặt quần áo. Ngay cả khi đi hát, tôi cũng chưa từng biết đến chiếc xe đạp. Diễn trong thành phố, dù xa đến mấy tôi cũng phải đi bộ. 7 giờ tối mở màn thì 3 giờ chiều tôi xách cà mên đi. Tới nơi, dở cà mên ăn cơm rồi làm mặt. Chỉ khi nào hát ngoại ô xa mới có xe đoàn đưa đón, nghệ sĩ tập trung ở trụ sở đoàn hát, tôi cũng lại đi bộ đến rồi đi bộ về. Hồi đầu thỉnh thoảng ba đón đưa, ban ngày ông còn đi làm nên tôi không muốn phiền. Tôi nói quá gian được bạn bè, kỳ thực là đi bộ về. Có nhiều hôm về khuya gặp phải những người đàn ông bệnh hoạn thích cho phụ nữ xem củ quý. Tôi sợ chết khiếp, tôi khóc thét nên bỏ chạy. Vì sợ hãi nên những tối đi diễn về quá muộn, tôi ngủ lại nhà bạn. Sau này cô Ngọc Cảnh về làm trưởng đoàn ba, thấy hoàn cảnh của tôi thì thương cho ngủ lại đoàn hát. Cô còn lo cho tôi cơm nước ăn mỗi ngày để được cầm trọn tiền hát về lo cho gia đình. Nghệ sĩ thời đó khổ lắm, mỗi lần đi hát ở tỉnh xa, cả đoàn mấy chục con người dồn hết vào một gian phòng, trải chiếu xuống đất ngủ, cứ hai ba người chui vào một cái mùng. Ngày đó rịp rất nhiều, buổi tối lo bắt rịp cũng tới sáng, hôm sau ai cũng bơ phờ. Tắm thì múc nước giếng phải thay phiên nhau, nhiều khi gặp vùng nước cạn, mỗi người được khoán cho sử dụng bao nhiêu lít nước để tắm và giặt đồ. Ấy vậy mà cũng phải đợi họ bơm nước lên, chờ lắng cặn, lắng phèn rồi mới dùng được. Cơm ăn tập thể không no cũng phải chịu, có những địa phương nghèo tới mức vãn tuồng, nghệ sĩ muốn tìm cái gì lót bụng cũng không có. Còn tôi nghèo, hát được bao nhiêu đem về phụ gia đình hết, có đói cũng phải ráng nhịn, không dám ăn.
Trải qua bao nhiêu vất vả, có những lúc tưởng chừng không thể đứng trên sân khấu nữa, nhưng ông Tổ vẫn thương, vẫn ngó xuống tôi, cho tôi tên tuổi như ngày hôm nay. Chỉ tiếc rằng đời sống riêng tư của tôi quá nhiều lận đận. Tôi kết hôn vài lần, lần nào cũng đổ vỡ. Tôi từng thèm khát một đứa con nhưng cũng không thể có. Hồi đầu tôi buồn, nhưng khi hiểu Phật Pháp, tôi buông bỏ để lòng thanh thản. Dù không có con nhưng tôi vẫn làm được những điều tốt đẹp cho mọi người, vẫn làm được nghề. Nhiều đêm nghĩ về số phận mình, tôi cũng chạnh lòng, cũng tủi thân, cũng khóc, nhưng rồi mọi thứ cũng trôi qua. Giờ tôi đang hài lòng với cuộc sống hiện tại và hạnh phúc vì còn được làm nghề. Gia đình của nghệ sĩ cải lương Thoại Mỹ, sắc đẹp và danh vọng không níu được hạnh phúc ở lại với chị. Đằng sau ánh đèn sân khấu là một Thoại Mỹ vẫn lặng lẽ đi về giữa cuộc đời. Chia tay cuộc sống hôn nhân cả chục năm nay nhưng Thoại Mỹ vẫn lặng lẽ đi về một mình một bóng. Không đổ thừa cho nghề, chắc do đường tình duyên của mình lận đận thôi, chị nói khẽ. Những nỗi niềm riêng, những đau đáu mong chờ, Thoại Mỹ dồn hết vào các vai diễn khiến nhân vật của chị ngày càng đầy đặn, sắc sảo hơn. Xem Thoại Mỹ diễn bây giờ cảm nhận được sự sâu sắc của người đàn bà có nhiều trải nghiệm cuộc sống, chín chắn và sâu lắng hơn. Giờ đã lên hàng sao nhưng Thoại Mỹ vẫn hăng hái tham gia các chương trình văn nghệ phục vụ cộng đồng, phục vụ những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở nơi biên giới, đảo xa. Trung bình một năm chị có khoảng 10 chuyến biểu diễn như thế, ngoài ra chị còn vận động tài trợ để một năm có 2-3 đợt hoạt động từ thiện, xây nhà tình thương, phát gạo, tổ chức khám bệnh cho người nghèo. Nhiều lời ông tiếng ve cho rằng đó là cách đánh bóng tên tuổi, nhưng Thoại Mỹ vẫn điềm tĩnh. Nếu ai đã từng ở trong cảnh nghèo đến độ thèm khát từng miếng nước hủ tiếu thừa, đứng trên sân khấu hát vai no đủ mà đói vàng mắt, hoặc có mẹ làm mướn đến kiệt sức rồi qua đời như tôi, mới thấy việc chia nắm gạo bát cơm cho người khác là cần thiết và quý báu đến nhường nào. Ai nói gì thì kệ họ, tôi thấy việc đó có ý nghĩa thì tôi cứ làm. Đi cùng những chuyến biểu diễn trong và ngoài nước dày đặc, Thoại Mỹ vẫn đang ôm ấp dự định đầu tư làm một vở cải lương lịch sử hoành tráng như kiểu Kim Vân Kiều, nói về vua Trần Nhân Tông, người sáng lập ra phái Thiền Trúc Lâm Yên Tử. Được làm vở diễn về ông là cách chị bày tỏ lòng kính phục và sự tự hào với vị vua anh minh của đất nước. Từng trải qua giai đoạn khó khăn trong chuyện tình cảm, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ tâm sự, hiện giờ lòng chị đã tĩnh tại và dốc sức cho sân khấu. Chị cho biết, ngoài hai đứa con nuôi, chị đang có một bờ vai bên cạnh để nương tựa. Nghệ sĩ nhân dân Thoại Mỹ và cuộc đời phía sau ánh đèn sân khấu. Tan vỡ hôn nhân khi còn khá trẻ đã khiến cho cuộc đời chị nhạt nhòa đi vì nước mắt và đau khổ. Đến khi thấy mình yếu đuối nhất, Thoại Mỹ đã tìm đến cửa nhà Phật để tìm kiếm cho mình hai chữ bình an. Trong sự tĩnh lặng của không gian và thời gian, Thoại Mỹ đã nghiệm ra một chân lý và tâm sự với chúng tôi rằng: trong tình yêu, tôi tin vào số phận và chữ duyên. Hãy để mọi thứ tự diễn ra và tôi lắng lòng lại để đón nhận những gì sẽ đến với mình. Giờ đây, mọi thứ đến với chị đã nhẹ nhàng hơn. Chị đã chấp nhận và bỏ qua tất cả. Trong suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, Thoại Mỹ luôn tâm niệm: chuyện đó qua rồi, đừng nên nhắc lại nữa. Vâng, cái quá khứ có đám cưới được đánh giá là trọng thể và danh giá nhất ngày trước. Cái đám cưới chỉ đứng sau đám cưới của người đẹp Bình Dương Thẩm Thúy Hằng, vì có hàng nghìn quan khách đến dự đã được Thoại Mỹ khép lại như một giấc mơ. Đó là cách để chị quên đi nỗi buồn, giận hờn và cả những tổn thương trong quá khứ, để sống bao dung và vui vẻ hơn. Hiện tại chị sống trong một căn nhà nhỏ ở quận Phú Nhuận và nhận hai đứa trẻ là con của những người chị em trong gia đình là bé Dung và bé Quang về nuôi. Tuy chỉ mới 4 tuổi thôi, nhưng hai bé chính là động lực cho mẹ Mỹ tìm thấy một chân trời mới để vui sống. Mỗi ngày đưa con đi học, rước con về, được nghe tiếng của con Bibo gọi mẹ khiến Thoại Mỹ hạnh phúc. Nhìn con lớn khôn, chị dặn lòng, sẽ để con phát triển tự nhiên. Nếu sau này con thích đi theo nghệ thuật, chị sẽ là người truyền tất cả những gì mình biết được cho con. Thoại Mỹ cho biết, hiện tại tôi rất bằng lòng với những gì mình đang có. Cuộc sống của chị bây giờ đã an nhiên hơn. Từ khi được một người bạn hướng dẫn đọc chú Đại Bi, ngày ngày Thoại Mỹ vẫn đọc kinh, với chị đó là một cứu cánh của cuộc đời. Về những dự định tương lai, Thoại Mỹ vẫn luôn ấp ủ trong lòng ý tưởng sẽ xây được một mái ấm tình thương để cho người già và trẻ em có chỗ nương thân, để nhiều người không phải lâm vào cảnh khổ.
Một người phụ nữ hạnh phúc, nét mặt họ ngời lên vẻ tươi sáng và trẻ trung. Đó là những hình ảnh hiện tại về Thoại Mỹ. Khi chúng tôi chuẩn bị ra về, Thoại Mỹ bật mí chuyện chị đang có bạn. Và chúng tôi xin được cầu chúc cho chị tìm được một bến đỗ hạnh phúc, bình yên trong cuộc sống. Sắp tới, Thoại Mỹ sẽ ra Hà Nội làm chương trình với nghệ sĩ Kim Tử Long và tham gia vào một số giờ diễn khác để tiếp tục cống hiến cho khán giả nhiều tiết mục hay và hấp dẫn hơn. Trong nghề nghiệp, chị cho biết, nghề này ngộ lắm. Tổ cho gì và đặt đâu là phải ở đúng chỗ đó. Nói như vậy không có nghĩa là mình không cố gắng và hoàn thiện bản thân hơn, nhưng biết điều đó để cống hiến cho nghề nhiều hơn. Từng trải qua giai đoạn khó khăn trong chuyện tình cảm, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ tâm sự, hiện giờ lòng chị đã tỉnh tại và dốc sức cho sân khấu. Chị cho biết, ngoài hai đứa con nuôi, chị đang có một bờ vai bên cạnh để nương tựa. Dạo này gặp nghệ sĩ Thoại Mỹ ngoài đời, không ít người ngạc nhiên vì chị trẻ trung hẳn. Vì sao thế? Trước đây vì có vài chuyện buồn, tôi khóc rất nhiều, mặt mày xuống sắc rõ nét. Nhưng rồi tôi nghĩ, mình phải tự cứu lấy mình. Tôi tìm đến kinh kệ nhà Phật. Khi đọc kinh thấy nhẹ lòng, tôi san sẻ tình cảm yêu thương cho hai con nuôi và mở cửa trái tim để đón nhận tình cảm của mọi người. Nói thật là vài năm trở lại đây, tôi thấy đời mình bớt sóng gió đi và thêm nhiều thoải mái, bình yên. Nghệ sĩ nói chung và nữ nghệ sĩ nói riêng thường là những người giàu tình cảm. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị lấy thăng bằng cho mình bằng cách nào? Khi lấy chồng vào năm tôi 21 tuổi, chúng tôi đã có thời gian sống thử với nhau trước đó khá lâu. Thế nhưng đến năm tôi 28 tuổi thì xảy ra đổ vỡ. Thật ra, ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ thử làm liều ly dị để người ta nhận ra cái sai, để thấy mình cần thiết với đời người ta, có thể người ta thương mình hơn rồi quay lại. Nhưng khi đã xa nhau, người ta vẫn không nhận ra điều đó. Rồi đến lúc anh ấy muốn quay lại thì đã muộn. Giờ mọi chuyện xa rồi, tôi cũng đã có một bờ vai để mình nương tựa. Còn chồng tôi đã có gia đình riêng, chúng tôi vẫn xem nhau như bạn. Khi yêu ai, tôi yêu hết mình, hết lòng, nên khi đổ vỡ thì dễ rơi vào trạng thái thất vọng. Cũng may khác với trên sân khấu, ngoài đời tôi là người luôn tỉnh táo trước mọi việc và rất biết thích nghi với mọi hoàn cảnh.